Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy Đốm? Mình mới được ba sổ chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Chỉ có một tí tẹo thời gian thôi. Wow, hay như vậy, cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi. Mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà. Mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. Thích quá, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm hả? Vũ trụ thật là đẹp, nhiều sao quá à. Hai bạn níu chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đúng, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không chết kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cười phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đúng. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu, mình chạy qua đi. Đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó làm vậy? Tránh đi đó. Không đến kịp rồi. Đang to có sao không? Mình không sao. Ủa con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con! Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con không thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này. Sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Con biết lỗi rồi mà. Đừng bỏ con. Thế giới này thật bất công. Loài Đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài Đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta để cho loài Đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé căng tin uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay, bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu. Nơi đây không có nhà vệ sinh. Đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu. Mình chỉ rửa một ít về gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không thấy nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi. Mình nhịn. Có một chút có sao đâu. Mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chưa có gì đâu. Ngày Chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày Chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày Chủ nhật luôn đó. Yeah, yeah, la la la. Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Cái gì vậy trời? Là Đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng. Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem. Hả? Đúng rồi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Mình phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối thui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm vỡ bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả Đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã đá vỡ bóng đèn. Lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ. Con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng Đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bò Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cột điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười. Cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con mẹ ơi. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sao không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm. Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu. Tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 50 triệu người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm trùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao, chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ. Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà Đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. 2 ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác màu vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết vậy? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cacao cho bác, bảo đảm bác lòi hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng. Con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè. Còn đem gieo hạt cacao xuống nữa. Biết suy nghĩ ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi. Tụi con xin lỗi bác bò vàng. Nóng quá chỉ cả mỏ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mi nhũ rồi hả buồn bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Mát quá, mát quá. Chui ra đây, tủ này là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm, tủ lạnh hư rồi, giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè đó nóng rồi, còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Tại Đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn. Nếu không thì điện giật tụi con chích nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Hôm nay Đốm muốn ăn gì nè, mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đấy mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có món sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Dù gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta, có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ui da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa, sao mà không đau bụng cho được chứ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không khuyên con mà còn bênh con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cứu con. Yeah, yeah. Hả? 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 À! Con sao cục con? Hả? Hả? Thì đây là bịch tiêu là cái chết. Con xong rồi. Tất cả bình tĩnh. Hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa không? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu. Wow, hùng vĩ quá. Wow, đẹp quá. Tay của cháu sao rồi? Việc con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Để chở những lỗ hổng nào. Kỳ lạ, sao những khúc gỗ tự nhiên phát nổ? Cháu hồi phục được không? Phải thử mới biết chứ. Hay quá, chặn được rồi. Đợi xíu, hình như có con gì trong khúc gỗ nè. Đến nó đây. Con sao dễ đau à. Mỗi lần kích nổ cơ thể của nó cũng bị thương. Nhưng sao con này nó tỉnh queo. Nó đã hít phải khối điện của các nhà máy. Làm sao chặn nó lại đây? Hãy dùng năng lực của cháu đi. Cẩn thận. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Hỏi ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi Đốm. Ba có sao không? Thần Tây ơi, không lẽ người không làm gì tên xấu xa này sao? Chà. Chà. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó, bám chặt vào. Đang ở đâu đây? Thời kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ơi vui bác, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa ngục của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này, thì ta sẽ là vô địch. Bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong đó để cứu bà. Không vào rồi đâu Đốm, phòng đó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè, chất liệu nào cũng tiêu hết. Ba, ba có làm sao không? Cũng không có ơi, cũng không có. Thì tấn công bọn dốc cho ta. Nè to, quạt thuốc tăng chảy mà tôi nói đi. Trời ơi, con bự. Đây là viên thuốc cuối cùng đó. Mình chỉ mang có mấy viên thôi, sử dụng hết rồi. Mấy con thú sẽ làm hại các bạn của con á. Is đã cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị em thịt. Mẹ ơi, trả mẹ lại đây, trả mẹ tôi lại đây. Các người mà giam mẹ ta ở đâu? Xong hai tên. Tập luyện có hiệu quả quá. Ngầu quá. Ủa, Bụng Bự, có phải Bụng Bự không? Đốm, Đốm thiệt hả Đốm? Oh yeah. Hay quá, bạn cũng ở đây. Để mình kể cho bạn nghe chuyện này ghê lắm nè. Thì ra thành phố của mình bị robot phá nát, nên bạn mới trốn ra đây hả? Ừ, còn bạn thì sao? Từ đó, mình đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát được năng lực thiên nhiên. Ê, có lần mình nhìn thấy một tên giống y chang như Đốm kể vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ở núi Nghiêng. Siêu nhân đỏ nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Siêu nhân đỏ đến vừa kịp lúc để cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả con? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào Đốm xong nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này Đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Ê! Cảm ơn mẹ, con đi học đây. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện nhưng hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Con sẽ không bao giờ biết chuyện hay là vẽ nữa. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đó làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được vậy như vậy nè ba. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho 5 nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác, nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đó Đốm. Thằng Đốm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đó Đốm. Vô lý, không thể nào. Hả? Hả? Ba mẹ coi chừng. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Lùi lại. Mẹ! Mẹ ơi! Trả mẹ lại đây! Mẹ! Mẹ! Sao em có linh cảm không tốt cho thằng Đốm? Được, dừng lại. Chữ là cẩn thận. Tất cả hãy bình tĩnh, ta sẽ triệu hồi hừng mưa. Bấm ba. Dừng lại, Đốm nó không phân biệt được ai với ai đâu. Nước lên. Đốm. Đốm ơi Đốm. Đốm à. Mẹ nè con. Người nhớ mẹ với con. Con sao rồi? Không sao. Trời ơi, một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, bụng bụng sẽ thua mất. Hay quá, đây là một bay lượng. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết. Thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một phần thân. Một con nó đánh thùng lại, kìa ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Trời ơi, thiên thạch kìa. Núp nhanh đi. Buổi hội chợ coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi vì đã phá phách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc gì vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đốm à, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là Đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bàn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. À, con hiểu rồi. Vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến vậy mẹ? Sao hôm nay Đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dạy. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học quá ba. Ồ, Đốm của bà giỏi quá. Biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba. Vậy tí nữa mấy giờ ba mẹ đi? Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi, Đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Ây da đau quá. Mình không chơi nữa đâu. Hả? Đang vui mà. Chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà bụng bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương. Ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mệt nên mới lười biếng không? Mình không có lời. Tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nên sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói bụng bự như vậy? Bạn ấy giận rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà. Sao phải giận? Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ. Răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy chắc phải tốn nhiều cây nấm răng lắm hả? Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên, mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta, ai cũng ghét mình hỏi đó. Đốm về rồi hả con? Ủa, sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận như nghỉ chơi con rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi, con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ. Vì Đốm lúc nào con muốn mọi người vui. Không ổn rồi, kiểu này tụi nó bị thương mất. Thôi cản tụi nó lại thôi. Con cô muốn mẹ nó đánh nhau nè. Hả? Hả? Trời ơi, không xong rồi, khủng long con sẽ bị dập chúng mất. Để mình. Không được, siêu lớn quá. Đạn cay không có tác dụng. Sao mẹ có mấy già? Mẹ ơi, cái gì vậy? Quà của bà ngoại tặng Đốm đó. Thích quá, con cảm ơn mẹ. Con nhớ viết thư cảm ơn bà ngoại nha. Dạ. Mình đã chán vẽ rồi. Đốm thương, bà nghe nói cháu muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên. Hy vọng cháu sẽ thích món quà này. Bà ngoại của cháu. Ui à. Thưa mẹ, con mới về. Con đã gửi thiệp cảm ơn cho bà ngoại chưa? Dạ, dạ rồi. Ngoan lắm. Trời ơi. Đồ chơi của con nó mất rồi. Mẹ cất hết đi rồi. Sao mẹ lại làm vậy? Vì có người nói dối mẹ. Tại sao vậy? Vì con thích món quà bà tặng. Viết thiệp cảm ơn bà, đó là thể hiện sự biết ơn của con. Đó là điều nên làm. Nhưng mà con đã không làm mà còn nói dối mẹ nữa. Mẹ rất thất vọng. Đồ chơi của con sẽ bị tịch thu. Từ giờ tới cuối tháng, con sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào hết. Bà ngoại thương kính, cháu cảm ơn bà vì đã tặng bút chì màu. Không phải là mẹ thiên nhiên hả con? Đúng rồi đó Đốm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ thiên nhiên. Ngông cuồng, rồi bố các người nghĩ có thể tàn phá được thiên nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá hoại thiên nhiên, phá hoại cả con người. Lá chắn ozone. Đúng rồi đúng. Mình cứu được mẹ bạn rồi nè. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Người thua không phải ta, không phải robot mà là loài người. Người nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh người đi. Thiên nhiên đã bị chính các người phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài. Thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Ước gì giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn. Mình sẽ ăn cho đã. À! Trời ơi, cái gì vậy nè? Chào mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con cũng không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm nó vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi. Vừa á. Hả? Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Con mắt nào của bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn thì không ăn, không để nó tự biến mất. Mệt, không biết rồi nha. Ê đứng lại. Yeah, ta là vua của thế giới. Giờ thì ta có thể làm mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Chết chết chết, ta ra xíu rồi. Yeah, chụp được rồi, may mà an toàn. Giờ mình đi muốn về nhà thôi. Mong đưa ta về nhà. May mà vẫn có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy á. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết. Chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Wow, cây mà cũng biết vỏ luôn á hả? Dọc em, dọc em biết thiên nhiên thì nhà bị phá hoại không? Dạ, con biết, nhưng mà ông đang bị bốc cháy kìa. Ông rất đặc biệt, ta đã nghe được tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu thì gia đình phải chạy đi. Mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch quỷ, nó sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta ra ở đây cãi tên lại, còn nhiệm vụ của cháu là cứu lấy trái đất. Con sẽ không để ông ở đây một mình đâu. Đi đi, Đi tới gần trái tim, ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình. Vì cháu là người được chọn. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai để làm gì đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho Mi thực hiện được điều đó đâu. Ta thật yếu đuối như các người mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác. Đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác. Đừng ngoan cố nữa. Hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế vào những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người. Uổng công vô ích. Chỉ cần hợp chất emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. Sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Anh ít đã kích điện em ấy rồi. Chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng hình đó là do bị gây ra. Năng lượng vậy là đủ rồi. Vậy sắp đến chứng minh vô địch của ta. Bác có nghe thấy con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Không ổn rồi, chúng đông quá. Đá. Đây là áo chàng tàng hình, mặc nó dạo, vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi. Bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay. Ngon nhà vô. Cây. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Có vẻ người đã luyện tập rất kỹ đó. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Tia sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Lấy mời tham dự hội chợ ma thuật ở Vương quốc Ma Thuật. Hội chợ ma thuật được tổ chức mỗi năm một lần, bày bán nhiều loại bùa và phép thuật, có nhiều khuyến mãi cho quý khách vui lòng đến sớm. Các cửa hàng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Tụi mình đi thôi, còn chờ gì nữa. Một mình cứ xoay thời gian thôi. Nè cậu bé, cậu cũng muốn dùng một phép không? Một phép gì hả ông? Đây là một tốc độ. Vậy đây. Sao Đốm lại ở đây? Mình mới từ hội chợ phép thuật đi đến đó. Là sao? Mình không hiểu. Dài dòng lắm, không giải thích được. Nói chung, bạn có thích đi chơi không? Đi, đi. Đây. Thích phép tốc độ rồi chứ. Quá đã luôn. Ông còn phép nào khác không? Lúc nãy chỉ là một phép căn bản. Cao cấp hơn của những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Hết chi. Cái đó là một cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Bụng bự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè. Đốm làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày, rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Wow, thích quá. Giờ mình không sợ mò nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không thích khoe, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đốm ngoan của mẹ. Chúng mày có chịu lên không hả? Hay da. Ôi da. Trời ơi đau quá. Em là ai? Sao đến đây? Em là một công anh. Em đi tìm ngôi nhà mới ạ. Anh là Đốm. Chúng ta làm bạn nha. Và đây sẽ là nhà mới của em, chứ không? Wow, vậy là em có nhà mới rồi. Vậy em hãy ở cùng anh chị Hoa nhà mình nha. Thích rồi nha. Mau vào nhà thôi Đốm. Dạ. Em ngoan nha. Bye bye anh Đốm. Đốm ơi. Chào mấy bạn. Chào mình với. Bye bye. Không biết em một con anh có bị sao không nữa. Anh Đốm ơi, cứu em, cứu em. Bộ công anh tới cứu em đây. Bộ công anh tới cứu em đây. Ta ra, đừng đi leo ba quái. Ta ra. Ta không sợ các ngươi đâu. Bộ công anh, bộ công anh. Em đi đâu mất rồi. Anh xin lỗi. Trời đang mưa sao con lại ra ngoài vậy hả Đốm? Mẹ ơi, em bộ công anh, em ấy. và mẹ đã đưa em vào nhà đó anh Đốm. Bây giờ thì thôi khóc nhè nhé cậu nhóc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Đốm, sao lại ngủ gật trong lớp? Em phải chạy 10 vòng quanh trường cho tỉnh ngủ. Để chép phạt cầu em sẽ không ngủ gật trong lớp 100 lần cho tôi. Đi học, sao mà khổ quá vậy trời? Em sẽ không... Đúng quá đi. Đốm ơi, đã tôi quần áo giúp mẹ chưa con? Trời ơi, mình chỉ muốn biến mất đi đâu đó thôi, để không phải đi học, không bị phạt, không bị mẹ sai nữa. Ừ, từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của ngươi. Trời đất ơi, thích thật, đúng là cậu được ước thấy mà. Sao còn nằm đó, mau lo làm việc đi chứ. Tại sao mình phải làm việc đó? Không đi học thì phải làm việc chứ sao. Tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn. Khát nước quá à. Phải ăn chín uống sôi. Lạnh quá. Lao động cần phải có sức khỏe, nên nhà ngươi phải tắm nước lạnh cho ta. Đói bụng quá, sao không có gì ăn ta? Khi nào nhà ngươi tự trồng cây được thì lúc đó mới có đồ ăn. Từ giờ tới lúc đó thì sao? Nhịn đói hả? Ở đây ngươi chỉ được ăn một món thôi. Món gì ạ? Có ngon không? Món khi khống, ngon tuyệt và ăn bao nhiêu cũng được. Ở đâu vậy? Hít thật sâu vô, hít vào, hít vào. Có thấy gì đâu, chỉ có không khí thôi à. Thì đó đó, khi khống là không khí đó. Nhà ngươi đi đâu vậy? Không được đi, nhà ngươi không được đi. Em sẽ không ngủ gật trong lớp. Em sẽ không ngủ gật trong lớp. Dù sao đi học thì vẫn thích hơn. Chán ghê luôn, không hiểu sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta. À, đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Đi. Mau lên hả? Vậy mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, mùa xuân, mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, Một số ơi. Các bạn coi nè. Ủa? Hả? Gì vậy? Chắc chắn mùa xuân ngủ quên rồi, phải đến thức mùa xuân dậy thôi. Mùa xuân ơi! Mùa xuân! Mùa xuân ơi! Hả? Hả? Cảm ơn đã đánh thức ta dậy. Trễ rồi, ta phải đi đây. Nếu không có mùa xuân thì vạn vật sẽ không có sức sống, phải không các bạn? Đây 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 quá. Wow, mùa xuân thật đẹp. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu mình không đền làm gì được mình. Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu Đốm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và Đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí, không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi, mình làm như trời sập vậy đó. Thích đi chiều, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòn nghỉ chơi làm chi? Bây giờ Đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi Đốm phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào Đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình. À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu Đốm sai mà không xin lỗi mình. Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn Đốm còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Mẹ ơi, có còn đem theo cần câu không hả mẹ? Mẹ ơi, con đem theo vợt để bắt côn trùng nha mẹ. Mẹ ơi, con đem theo con robot này được không mẹ? Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị cho Đốm đầy đủ hết rồi. Đốm chơi với các bạn vui nha. Đi cắm trại là đi cắm trại, la la, đi qua là vui. Ba mình nói là phải dựng như vậy nè. Không phải đâu, hôm bữa thầy giáo chỉ khác mà. Theo mình như vậy mới là đúng nè. Thôi hai bạn làm đi, mình không có làm nữa. Không giận thì tụi mình giận. Bụng bự dễ giận ghê. À! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đốm ơi, hình như có tiếng bụng bự kêu cứu đó. Đó, tay to, cứu mình với! Đó, tay to, cứu mình với! Đó, tay to, cứu mình với! Làm sao lên được bây giờ mấy bạn? Tụi mình phải làm sao bây giờ? À, hay là mình chạy đi kêu người lớn. Giờ mà đi kêu người lớn, lỡ như cọp tối thì sao? À, có rồi, phải tìm một sợi dây. Nhưng tụi mình đang ở trong rừng, tìm đâu ra dây đây? Đi theo mình. Bụng bự đợi tụi mình xíu nha. Tụi mình nhất định sẽ cứu được bạn. Công nhận Đốm giỏi ghê á. Vậy mà mình không nghĩ ra. Bây giờ mình cột lại. Như vậy là có dây để cứu bụng bự rồi. Bụng bự nắm chắc dây. Mình về tay to sẽ kéo bạn lên nha. Cảm ơn Đốm và tay to nhiều lắm. Không có hai bạn, mình không biết làm sao để leo lên được nữa. Chúng mình là bạn mà. Bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng rồi đó, là bạn bè thì phải giúp nhau. Mà nè, bụng bự, từ nan ít thôi nha. Nặng quá chừng à. Để xem. Bên kia mà chỉ ra chỗ này. Bên này nè, bên này nè. Muốn tới được núi Nghiêng á là phải qua cái ống trượt trên này nè. Vậy trượt liền đi. Có nước đâu mà trượt trời. Trời, chuyện nhỏ. Vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê, đừng có giỡn nha. Ê. Không sao đâu. Hả? Ủa? Sao không rớt? Dính với thằng lằn nè. Đi thôi bụng bự. Bụng bự trốn đi, để bọn này cho mình xử lý. Lên! Đất! Đất! Vội nha! Quyết! Lộc ba! Siêu thiệt! Đám nó bóp chết hết trơn rồi! Hả? Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này Đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho Đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay. Đốm, ăn đi. Con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ bồi dưỡng cho mau lại sức. Con có đói không? Đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn. Con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm. Ngày nào cũng ăn đồ bổ. Con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ, con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không, nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đó? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên, không biết tên dấu màu X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ý, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha. Tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Tạm bể cửa kính rồi, có làm sao đây? Cẩn thận! Mấy bạn! Khủng long mẹ với cái nơi rồi kìa. Con khủng long mẹ đang nổi giận đó. Còn ở đây la cà nữa. Nó sắp nở rồi kìa. Cái gì sắp nở hả? Trứng khủng long chứ gì. Đốm, đốm, nhìn đi. Chuyên gia bảo tồn gen, thành quả của bạn đó. Khủng long cỏ dày con dễ thương quá à. Hả? Thôi chết rồi, chú khủng long nó mất tiêu rồi. Chuyện gì mà tự nhiên la ông sòm vậy? Quả trứng khủng long bà xuống mất tiêu rồi. Tên sừng trâu kia, kế hoạch của nhà ngươi không bao giờ thành công đâu. Câm miệng. Ta là mặt nạ hai sừng, chắc chắn ta sẽ bắt được mẹ thiên nhiên. Đốm của ta chắc chắn sẽ thắng nhà ngươi. Để xem. Bụng bự, dậy, dậy, đi thôi, dậy. Thôi đi đâu nữa, trời chưa sáng mà. Chưa sáng cũng phải đi. Đi tới núi Nghiêng chứ đi đâu. Đi lên. Nói nghe nè, núi Nghiêng nguy hiểm lắm đó nha. Tới đó toàn robot không á. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào cũng phải cứu mẹ mình ra. Đi đâu vậy Đốm, nó phải đường đó đâu. Đường tới núi Nghiêng ở đây mà. Wow, ghê thiệt. Mai mốt làm thang máy đi cho nó đỡ mệt nha. Mệt quá à. Đâu? Đâu? Robot đâu? Mẹ mình đâu? Ai nói đây là núi nghiêng đâu? Đó! Núi nghiêng kìa! Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Bọn mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường em như bông của mình. Để từ từ mình kiếm cách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi. Không biết đâu. Đưa mình về nhà đi. Bạn đừng có nói nữa mà. Để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia. Nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả những đứa trẻ ngỗ nghịch? Đốm ơi, làm sao bây giờ? Mình muốn về nhà. Đừng có khóc nữa mà. Nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Cũng mượn vậy thôi. Ừ, để mình ngủ tí coi. Vậy thôi, nhanh lên coi. Vậy làm gì hả Đốm? Để trốn chứ chị. Không lẽ buồn bự muốn ở đây luôn hả? Trốn hả? Nhỏ thôi. Bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Buồn bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao không đi được nữa vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không? Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhận ra bờ sông tắm chút xíu tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm được thôi, ta sẽ cho hai đứa mì tắm. Mẹ ơi cứu con biết rõ rồi, con chỉ muốn về nhà thôi. Đốm sẽ không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu. Đốm sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con. Còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đi. Đúng là thú vị mà. Chán quá à. Hết Tết rồi, mai lại phải đi học nữa. Không được ăn bánh kẹo, không được uống nước ngọt nữa rồi, không được mặc đồ đẹp nữa. Chán quá à. Phải chứ ngày mai không phải đi học thì vui biết chừng nào đúng không buồn bự tay to. Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Ê, hay là mình như thế nào hả buồn bự? Hay là mình... Đốm à, Dậy đi học đi con. Đốm, con đâu rồi hả? Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Chuyện gì vậy em? Thằng Đốm. Đốm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Cái gì? Anh chị ơi, bọn bự nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất. Tai to, tai to. Bác hỏi một chút. Dạ, bác hỏi gì ạ? Thằng Đốm nhà bác với bụng bự mất tích rồi. Con có biết chuyện gì không? Dạ, không lẽ... Con biết chuyện gì sao? Hôm qua hai bạn ấy rủ nhau trốn nhà đi để khỏi đi học, mà con không chịu. Có lẽ hai bạn ấy đã trốn đi rồi quá. Trời đất. Giờ phải làm sao đây hả anh chị? Thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đi kiếm tụi nó về. Tất cả nhờ vào anh nha. Tụi mình sẽ đi khám phá thế giới, vui hơn đi học rất nhiều. Sau này mình sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại. Mình sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực. Chúng ta sẽ được tự do vui chơi, không bị la rầy nữa rồi. Ui da, cái gì vậy trời? Chào hai cậu bé. Chúc mừng hai cậu bé đã tới thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Thế giới ngỗ nghịch? Đúng vậy, đây chính là thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch, không chịu học hành, thích bỏ nhà đi ra ngoài để được tự do. Thế giới này có vui mà ông? Rất vui. Nơi đây những đứa trẻ sẽ không bị cha mẹ bắt học bài nè, ép ăn uống nè, rồi ép ngủ sớm nữa. Vậy thì vui quá. Vui quá, vui quá, vui quá, vui quá. Chúng ta đã đến nơi vui vẻ, hạnh phúc rồi. Chúc mừng các ngươi. Yeah. Ai sẽ chết đây? Ước gì hắn bị giáp cục đá téo đầu để khỏi ăn thịt mình. Ui da, đã đáng ghét. Đốm hả? Đốm Đốm nè, dám mù tụi mình hả? Mình giỡn chút thôi mà. Phải cho Đốm một bài học mới được. Đúng rồi đó. Mình cho bánh đè chết Đốm luôn. Chết nè. Đừng mà. Chết nè. Đốm là bạn xấu. Mình đâu có xấu đâu. Mình bị nạn, bạn không giúp đỡ mà còn hù tụi mình nữa. Vậy không phải là bạn xấu hả? Nếu mình không giả làm kẻ xấu, ta không hy sinh về bụng bự thì làm sao hóa giải được lời nguyền. Hay. Mừng quá đi, mình thoát khỏi lời nguyền rồi. Đúng rồi đó. Ha. Vậy là bạn cũng bắt tay với Đốm dạ mình đúng không? Đâu có, mình cũng bị dạ mà. Vậy sao bạn nói Đốm giết chết sói và sư tử? Tại lúc nãy Đốm nó dạy mà. Ai nói cũng tin, bụng bự nhát còn hơn thỏ đế nữa. Thôi, hết giờ chúng ta tham quan rồi, tụi mình về thôi. Về thôi, ở đây ghê quá à. Mình cũng muốn về, ăn biết bao nhiêu là bánh. Kỳ này về sẽ thành con heo như bụng bự mất thôi. Ủa, Đốm nói là ai ước gì cũng bị lời nguyền, nhưng sao chỉ có mình tay to bị, còn mình thì không? Lời nguyền của bụng bự, đó là bụng bự ngủ một giấc hết một ngày, không được tham quan gì hết, còn được cái xấu xí ăn thịt nữa đó. Đó cũng là lời nguyền sao? Chứ sao? Lời nguyền thiệt là đáng sợ. Dù ở đâu chúng ta cũng sẽ có những lời nguyền, không chỉ ở xứ sở thần tiên. Nhưng chỉ cần chúng ta là người tốt bụng, biết yêu thương giúp đỡ người khác thì sẽ vượt qua tất cả mà thôi. Đúng rồi, hồi xưa giờ rất tốt bụng nên lúc nào cũng được mẹ nấu ăn ngon để ăn. Đây là bài học lớn của tụi mình. Sau này mình sẽ biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Chúng ta về thôi. Mà trong xứ sở thần tiên có gì vui vậy Đốm? Có một chú heo con, một con thỏ nhỏ và một kẻ bịt mặt. Tay to, chạy đi. Con này ghê lắm. Ăn nó giết chết cả sư tử và chó sói luôn đó. Ôi, mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được đó. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Anh tù tì ra cái gì ra cái này. Anh tù tì ra cái gì ra cái này. Cái này tao thua rồi. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Để tao không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào mũi kia đi. Còn mình trèo lên cái mít. Đảm bảo tay to không thấy đâu. Không được leo cây, nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đốm yên tâm đi. Mình leo giỏi lắm. Không được, nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đốm, bụng bự, hai bạn ở đâu? Ui, ôi ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đốm ơi. Chuyện gì vậy bụng bự? Cứu mình với. Đã bảo không được chiều cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi. Cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng mà bụng bự hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu. Mình sợ lắm. Mày nhảy lên khúc cây gì đi. Bụng bự lên. Nhanh nữa. Nhanh nữa đi. Hai bạn cứu mình với. Bụng bự, bụng bự. Thời tiết nắng nóng quá, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nữa, nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Như có tiếng ai đó khóc đó. Ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng vài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn vài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt Đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy, mình chạy nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á, thì làm đi. Bạn còn than gì nữa? Ai nói bạn là mình than hả? Thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có 3 cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc 1 cành. Như vậy là công bằng. Ha, được á. Vậy thì Đốm sẽ không hơn thua nữa. Ha, được thôi, quyết định vậy đi. Ui da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Đau quá à. Là cành cây của bụng bự. Đúng rồi, hôm trước bụng bự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm. Cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nổi này vậy? Chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị vậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu cây đi. À, ông chủ đã về hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, tụi con hiểu rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, không biết chuyện gì nữa. Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nhé. Oh, vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy. Như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à. Phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới được. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột lại hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi mình được vô danh sách đó ha. Chi là bụng bự thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. Ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, đau quá đi. Ôi da, đau quá. Trời đất, cục đất to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông Cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiền như vậy, làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi. Từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được? Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á. Nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi. Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác Bò Vàng mới được. Bác Bò Vàng ơi. Ủa, anh Cáo, chân anh sao vậy? Hôm qua tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụng bự, đá cho mình đi. Đúng như ông Cáo rồi kìa. Xin lỗi ông Cáo nha. Ủa, mà chân ông Cáo dính gì kìa? À, cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá không mạnh quá vậy? À, ông Cáo nó xạo rồi. Nè, anh Cáo, anh dẫn với tôi à? Tôi. Người ta có đặc quyền, cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo. Còn anh, hồi sức, còn khả năng lao động, mà anh lại tham lam, không trung thực. Anh làm như vậy, tụi nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng. Vì đó mới là công sức thật của mình. Mình nhớ ba mẹ quá à. Mình cũng nhớ. Những đám mây kia cũng có hình dạng giống như mẹ của mình lắm. Tại to như ba mẹ quá nên tưởng tượng ra đó. Không, Đốm ơi, ba mẹ mình ở trên bầu trời kìa. Đúng rồi, là ba mẹ của tụi mình. Chúng ta đi tìm ba mẹ thôi. Đồng gắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Ông chủ đi nấu ăn rồi. Đây là trò chơi mình chơi khi nhỏ, mình đã lâu lắm rồi, mình nó không còn thích chơi nữa. Mẹ cuột tóc, dạ thắt thêm cho con cái nơ nè. Dạ, mẹ làm gì cũng đẹp hết, con thích mẹ cuột tóc lắm đó. Ừ, thiệt không? Vậy mà lần nào mẹ cuột tóc con cũng dãy nảy không chịu hết á. Không đâu, con rất thích mẹ cuột tóc. Là tại con đã từng nói là không thích mẹ cột tóc. Để con. Là những việc mình chẳng chịu làm. Ba mẹ, là con đến đây nè. Đốm ơi, bây giờ phải làm sao? Có không biết giữ, mất thì đừng tìm. Ba mẹ các người đang ngủ sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa đâu. Các người hãy về trái đất đi. Nè, bà phù thủy Mây, bà đã làm gì với ba mẹ của chúng tôi vậy? Mau trả lại ba mẹ cho chúng tôi. Không, ta không làm gì hết. Chỉ vì ba mẹ của các ngươi đang ở trong giấc mơ của chính họ. Giấc mơ có những người con như họ mong muốn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao để cứu ba mẹ? Hãy giúp chúng tôi đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Giờ sao Đốm? Sẽ có cách mà, đừng có lo. Tuy ba mẹ không thấy chúng ta, nhưng chắc chắn ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng ta. Sẽ có cách thôi mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha, cùng đưa ba mẹ về nhà. Yeah! Ui da, đau quá. Đi thôi mà cũng dám té nữa. Mình té mà bạn cười gì vậy? Đội Đốm, tại bạn hậu đậu quá nên mình mắc cười thôi. Do bạn không biết giữ thăng bằng lúc đi nên mới bị té đó. Gì? Mình mà không biết giữ thăng bằng hả? Mình giữ là biết siêu á nha. Siêu mà té. Không tin thì thi thử, coi mấy bạn có đứng thăng bằng được như mình không. Được, mình thi với bạn. Tay to, bạn làm trọng tài đi. Được thôi, vậy hẹn nhau chiều nay ở công viên nha. Chơi luôn. Các bạn chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Được rồi, mình ra luật. Các bạn đứng thăng bằng bằng một chân. Ai thả chân còn lại xuống trước là người đó thua nha. Được. Bạn chịu thua đi là vừa. Có thua cũng phải thi. Chưa biết ai thắng được đâu nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Chịu thua đi. Không bao giờ. Tự nhiên ra đây thi trước. Tên chồng cho thua coi. Trời. Ông kìa, xơi ra. Trời. Thua rồi nha. Tại con ông chứ bộ. Ông đâu? Kìa. Mình cũng không thấy ông. Vậy Đốm thắng nha. Thấy chưa? Mình thăng bằng là giỏi nhất mà. Không tin, mình thua bạn. Nhưng chắc chắn á, bạn không thể là người thăng bằng một chân giỏi nhất đâu. Đâu? Kiếm người đó ra đây cho mình. Kiếm không ra thì mình vẫn giỏi nhất nha. Vậy đứng đây chờ mình đi. Bạn đi đâu lâu quá ta? Hay là bị gì rồi? Chắc thua cái buồn quá ngồi nhà khóc nhẹ rồi đó. Đây là người giữ thăng bằng một chân tốt nhất. Cái gì? Anh Dịch hả? Anh còn đây lúc lắc mà đứng một chân gì nổi. Giỡn với anh đó hả? Được thôi, vậy thì thi liền. Thi nữa hả? Vậy chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Khi nào mỏi cứ để xuống, đừng có cố nha. Anh yên tâm, em thắng là chắc. Ôi cha, ngỏi quá Mới có xíu mà than rồi. Thua rồi. Em không thắng được anh trong khoảng này đâu. Sao lại vậy hả anh? Thì tại tối ngủ anh cũng ngủ có một chân à. Hả? Sao anh không nằm ngủ? Tổ tiên anh thường ngủ trong những nơi ngập nước hoặc ẩm thấp. Mà chân anh thì mấy em thấy đó, chỉ có da bọc xương nên rất dễ lạnh. Bởi vậy tụi anh phải thu bớt một chân vào người để tránh bị lạnh đó mà. Thiệt luôn hả? Vậy Đốm chịu thua chưa? Bạn không phải là người thăng bằng tốt nhất đâu nha. Thôi cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà phải hơn thua nhau. Mà hình như anh phải làm gì á ta? Hình như đi chợ. Em thấy anh xách cái giỏ. Đúng rồi. Để anh giờ. Trời ơi chết rồi. Thôi lẹ. Nhìn anh nào. Thôi đủ rồi nha. Anh hết kiên nhẫn rồi đó. Đã bỏ qua vụ xé một đống vỡ rồi. Không đánh đòn, giờ tiếp tục ném phi tiêu. Sao chịu nổi hả? Không đánh đòn em là không được mà. Tội này mé ra biết không? Đừng tưởng em khóc là hay ha. Anh không sợ mẹ đâu. Ôi trời ơi, nín nha. Ổ cưng nè, ai dám ăn hiếp chọc ghẹo đốm em nè, nói mẹ nghe coi. Thôi được rồi, để mẹ xử cho nha. Sao vậy con? Sao hai anh em chơi với nhau mà con không có chịu nhường em? Dạ thì con nó nhường cho em 4 quyển vở rồi em ấy sẽ tan nát rồi. Đã vậy cứ nhắm thẳng vào con mà ném nữa mẹ. Thì con là anh, con phải nhường nhịn em chứ. Em của mình mà, biết chưa? Trời ơi là trời, còn có Lego của tôi, công trình xây dựng 3 ngày của tôi đó. Trời ơi, sao em lại phải như vậy hả? Có chuyện gì nữa hả? Mẹ nhìn mà xem kìa. Thì đồ chơi thôi mà con. Không phải đồ chơi, là thành phố thu nhỏ của con. Thì làm thành phố lại có gì đâu con. Công trình 3 ngày của con đó mày biết không? Thì làm lại. Con làm anh mà. Làm anh là phải biết nhường nhịn em, vì đó là em của mình. Làm anh là phải biết nhường nhịn, đúng không mẹ? Đúng rồi, làm anh rất là khó, đâu phải chuyện đùa. Vậy thì con không làm anh nữa, con bực bội lắm, con ghét. Có chuyện gì vậy mẹ Đốm? Vậy đó, chỉ là việc nhường nhịn em thôi mà, sao Đốm anh lại giận dữ vậy? Em sai rồi đó, yêu thương con là đúng, nhưng mà phải đúng cách nữa kìa. Là thì phải là cả hai, không phải là anh thì lúc nào cũng phải nhận phần thiệt về mình. Đốm anh khó chịu là vì em không công bằng đó. Em cũng vô ý quá. Một lát nữa con về em sẽ xin lỗi con và thay đổi thôi. Hè hết cái dèo ha. Mình còn chưa được đi đâu nữa. Nhanh thiệt á, nhưng mình thích đi học hơn. Mình cũng thích đi học lắm. Tại vì mỗi khi vào năm học mới á là mình sẽ được mua cặp sách mới. Nhìn nè, đẹp không? Wow, mới luôn hả? Hồng lè luôn ha. Ủa, cái này cũng màu hồng nữa hả? Mình nhớ cái cũ của tay to cũng có màu hồng mà. Đúng rồi đó, tại vì mình thích màu hồng nhất mà. Mình chả thích màu hồng, nhìn cứ như công chúa yểu điệu á. Yểu điệu gì đâu, nhìn dễ thương mà. Thế giới mà mối màu hồng thì chắc mình chết vì sướng quá. Còn mình á, sẽ chết vì ghét. Thôi, mình về nha. Hai bạn thử giúp mình biến thế giới này thành màu hồng coi có được không? Cũng được thôi, ba mình có cái máy đó. Tình hình sao rồi? Lẹ lên, xong rồi nè. Đây là mấy chuyển màu của ba mình. Chỉ cần xoay cái kim này vào màu nào mình thích, rồi ấn nút một cái, biến cả thế giới thành một màu mình muốn luôn. Mà tụi mình sẽ không bị biến đổi. Làm liền đi, màu hồng á nha. Wow. Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng ơi là hồng. Hết thấy cái gì ra cái gì luôn đó. Ra ngoài thử coi. Coi nè, nền có màu hồng luôn rồi. Thùng rác màu hồng kìa. Cái công viên gì tự nhiên hồng lè, làm nực muốn chết à. À, bụng bự, tụi mình mới biết chỗ này thành màu hồng hết đó. Bình thường ra công viên thoải mái lắm mà. Sao hôm nay đổi thành màu hồng nhìn mệt ghê ha. Trời ơi mệt quá. Ồ, đúng là nhìn hoài một màu mình nhức mắt quá à. Đi dọc dọc đường coi sao. Chuyện gì bộ màu vậy tóc? Chạy ra đó coi sao. Bác đi giùm con cái bác ơi. Bác trước hoài vậy. Chết tôi. Chết rồi, đèn xanh đèn đỏ giờ hồng lè rồi. Làm người ta đi lung tung, đụng xe quá trời kìa. Nguy hiểm quá. Chạy về đổi lại như cũ lẹ đi. Đâu rồi, sao không tìm thấy gì ta? Có bao giờ nó cũng biến thành màu hồng luôn không? Chết rồi, nó màu hồng luôn thì làm sao mà tìm trong cái phòng màu hồng này? Mày đưa kiếm cái này đúng không? Sao ba biết vậy? Thì tự nhiên tất cả màu hồng là ba biết từ các con rồi chứ còn gì nữa. Dạ, do con muốn thử thế giới màu hồng thì có đẹp cho con nghĩ không? Mà cuối cùng nó nguy hiểm quá à. Không, màu sắc không có nguy hiểm. Chỉ có cách sử dụng mới làm nó trở nên nguy hiểm thôi. Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và gián tiếp đến cảm xúc của con người. Khi con nhìn thấy màu tối, tự động nó sẽ trở nên u ám. Còn con nhìn thấy màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè thì tự động cảm thấy nóng. Nhìn thấy màu xanh thì cảm thấy mát. Vậy thôi. Vậy tại sao phải có nhiều màu như vậy? Để phân biệt mọi thứ với thể hiện tính cách của mỗi người đó con. Với lại mỗi người cũng có một sở thích khác nhau. Chúng ta không thể chỉ vì sở thích của mình mà bắt người khác phải theo mình được. Hiểu chưa nè? Con biết lỗi rồi. Xin lỗi bụng bự nha. Thôi, không sao đâu. Giờ thì ra công viên chơi cho mát đi. 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 Khách trung thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Em vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Ủa? Các bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự cho chính tay chị Hằng làm đó. Ồ. Chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc. Đèn mình là đẹp nhất đó. Nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi. Rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ. Một lát nữa mình đuổi theo sau. Vậy cũng được. Tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. Cầm cái đèn nhỏ xíu xấu quắc này lên cung trang là thua chắc luôn. Như vậy mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn trung thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. Đấy rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa? Không biết Đốm đâu rồi ta? Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. Chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy. Đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi. Còn bạn Đốm thì sao? Đèn của em nè. Trời đất ơi. Wow, đèn của Đốm đẹp quá à. Wow, đèn của Đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita. Bắt cóc. Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa? Ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao Đốm? Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó Đốm à. Mình xin lỗi bạn ngôi sao nha. Tất cả là lỗi của mình. Ôi, mình không có giận bạn đâu. Nhưng bù lại, mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn. Nè, không có được đó nha.